Hôm nay Hương sẽ chia sẻ cùng với lại các chị một cái mùi hương tươi mát của mùa hè. Đó chính là một cái dòng nước hoa của Burberry. Phiên bản là Her nè, Burberry Her. Thì có rất nhiều chị hỏi Hương rằng là em ơi, chai nước hoa Burberry Her có thơm hay không? Thì sau khi mà Hương sử dụng được một thời gian rồi thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ với mọi người về cái mùi hương này thì nó cái cảm giác sẽ như thế nào nha. Xài cũng hết được khoảng hơn 60% rồi á. Và cái mùi hương này thì xịt lên cái cảm giác sẽ ra sao mà nó lại được bán chạy đến như vậy luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử để mình sẽ cảm nhận được nha. Đó, mọi người thấy không, một cái chai mà Burberry thì khi mà mua chúng ta sẽ để ý được là cái hạt thật thì nó sẽ có một cái nắp. Cái nắp của nó thì rất là chắc chắn nè, đây. Và thủy tinh thì cực kỳ trong suốt luôn. Cái độ màu của thủy tinh rất là trong suốt. Và cái chai, cái hộp của đựng cái vỏ nè, mọi người để ý một tí để chúng ta không phải mua những cái hàng giả đó. Cái hộp của nó rất là đẹp và nó sẽ bỏ cái chai nước hoa này vào trong đây nè. Đây, và chúng ta sẽ lại nắp lại và còn thêm một tí xíu nên cầm á thì phải để ý nha. Có những lúc Hương cầm Hương rất là sợ mình mà cầm như vậy nè, là coi như mình tuột, mình bể mất chai nước hoa luôn á. Nên là ai mà lưu ý cầm cái chai nước hoa này thì chúng ta phải cầm ở dưới cái đáy, chứ đừng có cầm trên cái chai là cuối cùng nó sẽ rớt nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cái mùi hương của nó sẽ cảm giác như thế nào. Khi mà mới xịt cái mùi này ra thì cái cảm giác đầu tiên Hương nghe đó chính là Hương nghe cái vị của dâu tây và sơ ri á, với lại có một chút quả quýt hồng nữa, nó làm cho cái mùi hương nó trở nên tươi mát hơn vì nó là hương của mùa hè mà. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái hoa chủ đạo của nó chính là hoa violet. Mặc dù là mình đọc thành phần mình sẽ thấy là có hoa nhài nè, violet nè, rồi một số loại hoa khác nữa, nhưng mà Hương vẫn nghe cái tông chủ đạo đó chính là hoa violet nha. Cái điểm làm cho cái chai nước hoa này nó có một cái điều khác biệt, đó chính là ngoài cái việc tươi mát mà ngoài cái việc hương hoa thì đặc biệt nó có thêm một tí xíu rêu sồi. Nó làm cho cái mùi hương nó ngọt ngào nhưng nó không bị ngọt kẹo, nó không bị ngọt gắt mà nó có một chút sự ấm áp của rêu sồi. Và cái xạ hương và hổ phách nó khiến cho cái mùi hương này nó trở nên rất là dễ thương. Dòng nước hoa này thì Hương đã sử dụng khá là lâu rồi nên Hương thấy cái độ lưu hương của nó ở một cái mức vừa phải thôi. Trên da của Hương thì nó tầm từ 6 cho đến 8 tiếng thôi. Nếu mình thích thì mình có thể xịt nhiều lên quần áo và nhất là đừng quên xịt lên tóc. Hương có rất nhiều chai nước hoa nhưng mà những cái mùi nồng quá Hương không có dùng được. Và đây là chai nước hoa mà Hương có thể dùng nó rất rất nhiều vào ban ngày. Hương thấy nó hợp với ban ngày. Còn nếu mà ban đêm thì Hương cảm thấy nó chưa ok lắm. Bởi vì đó là mùi hương tươi mát của mùa hè. Nên các chị nhớ dùng mùi này đi làm, đi chơi và vào thời tiết mùa hè, và đặc biệt là vào mùa hè ở Việt Nam của mình á, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu nha. Mọi người nhớ chúng ta sẽ theo dõi để chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ở nhiều cái video tiếp theo hơn.